Bỏ lỏ vòng loan xin kính chào quý vị Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lọc để theo dõi những tin tức về giải trí Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023 Loan Lọc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự như ý Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với La Thư tìm người thân Nghiên cứu mới từ Đại học Harvard Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu ăn nhiều thịt đỏ Con gái bị bắt trong vụ đâm chết mẹ mình tại nhà ở El Monte, California thương xá ở Torrance, California gia tăng an ninh sau nhiều vụ ẩu đả. Gia đình đệ đơn kiện Panera Bread sau khi sinh viên đại học uống nước chanh tăng lực đã thiệt mạng. Robert 50 Cent chỉ trích Tổng thống Biden về kỳ nghỉ ở bãi biển Delaware trong bối cảnh chiến tranh Israel và Hamas. Tổng thống Joe Biden công bố trung tâm công nghệ ở 32 tiểu bang và Puerto Rico. Lần đầu tiên, nhiều người Venezuela vượt biên trái phép của Hoa Kỳ hơn bất cứ quốc gia nào khác. Dân biểu Dan Muser rút khỏi cuộc đua sẽ còn 8 ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh chức Chủ tịch Hạ viện. Thượng nghị sĩ New Jersey Bob Menendez không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu mới. Thống đốc Illinois ký dự luật không cần quốc tịch có thể trở thành cảnh sát. Nhiều người đi mua nhà ở Mỹ đã quỷ hợp đồng và phút chót tỷ phú Elon Musk sẽ tặng Wikipedia 1 tỷ đô la nếu chịu đổi tên. Tin tức về chiến sự ở Trung Đông Ngoại trưởng Ấn Độ nói sẽ nói lại thị thực cho công dân Canada chỉ với một điều kiện. Đàn cừ tràn ra đường phố Metric trong lễ hội Festa de la Transhumancia. Ukraine nhận được 22,2 tỷ euro viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine bất chấp thâm hụt ngân sách tăng. Ngoại trưởng Trung Quốc Phương Nghị sẽ tới thăm Hoa Kỳ Tin Việt Nam, một người gốc Việt ở Úc cầm đầu vụ giết trùm giang hồ bị đề nghị tăng án Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay Nghiên cứu mới từ Đại học Harvard, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu ăn nhiều thịt đỏ Kết quả nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những người ăn nhiều hơn 2 phần thịt đỏ mỗi tuần, tương đương với 5 ounce là 140 gram, thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn, người tiêu thụ ít hơn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition hồi giữa tháng 10 cho thấy, các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của khoảng 200.000 người. Họ được hỏi cứ 2 đến 4 năm một lần về những gì bản thân tiêu thụ trong 36 năm. Trong thời gian này, hơn 22.000 người tham gia đã mắc bệnh tiểu đường type 2. Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác, bao gồm hoạt động thể chất và lượng rượu uống vào, các nhà nghiên cứu phát hiện ra mọi người ăn càng nhiều khẩu phần thịt đỏ, càng có thể mắc bệnh tiểu đường cao hơn. Cụ thể là cứ mỗi khẩu phần thịt đỏ đã chế biến như là sausage, jambon, thịt sông khói, liên quan đến bệnh tiểu đường cao hơn 46%, trong khi con số ở thịt đỏ chưa qua chế biến là 24%. Người tiêu thụ trên hai khẩu phần mỗi ngày tương đương là 5 ounce, 140 gram trở lên, có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 62% so với những người ăn ít. Theo các nhà chuyên môn, công trình trên không khẳng định ăn thịt đỏ là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tiểu đường. Nó cho thấy có mối liên quan giữa lượng thịt bạn nạp vào và nguy cơ mắc bệnh. Dù vậy, các nhà khoa học cũng khuyến khích mọi người nên hạn chế ăn thịt đỏ chỉ nên ăn 2,5 ounce là 70 gram mỗi tuần, đồng thời thay thế protein nạp vào cơ thể bằng thực vật như đậu, các loại hạt, song song thực hiện lối sống lành mạnh. Hiện nay thì có hơn 5 triệu người Việt đã mắc bệnh tiểu đường type 1 và 2, chiếm 5,7% dân số, nhưng 50% trong số họ không được chẩn đoán. Bệnh tiểu đường type 2 thường diễn biến âm thầm và không biểu hiện triệu chứng trong nhiều năm trước khi được chẩn đoán. Nhiều người không phát hiện bệnh tiểu đường Do bệnh chỉ biểu hiện triệu chứng như giảm cân dù ăn nhiều, khát nước, đi tiểu nhiều khi đường huyết tăng quá cao. Bệnh nhân phát hiện bệnh trễ, đường huyết tăng quá cao có thể dẫn đến hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu máu, tăng axit trong máu, nhiễm trùng, nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Đường huyết tăng cao kéo dài trước khi người bệnh được chẩn đoán và điều trị gây ra các biến chứng trên những bộ phận như là mạch máu, thần kinh, thận, mắt. Liên Hiệp Quốc cũng dự báo số người bị bệnh tiểu đường sẽ tăng gấp đôi từ 529 triệu hiện nay lên 1 tỷ 300 triệu người vào năm 2050. Đến lúc đó, 1 phần 7 cho đến 1 phần 8 dân số sẽ sống chung với bệnh tiểu đường. Đây là mối đe dọa so với hệ thống y tế của toàn thế giới. Con gái bị bắt trong vụ đâm chết mẹ mình tại nhà ở El Monte, California. Theo sở cảnh sát El Monte, sự việc xảy ra vào tối ngày Chủ nhật trên phố Ranchito gần với đại lộ Santa Anita. Cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu tại ngôi nhà và thi thể một người phụ nữ khoảng 40 tuổi với nhiều vết đâm. Các nhân viên y tế sau đó tuyên bố bà đã chết tại hiện trường. Cảnh sát bắt giữ một người phụ nữ với độ tuổi 20 và sau đó đã quản thúc cô ấy. Một người đàn ông tự nhận là anh trai của nạn nhân đã nói với Eyewitness News rằng cô đã bị chính con gái mình đâm chết. Anh không biết điều gì đã dẫn đến vụ đâm này. Hàng xóm cho biết, hôm đó thì gia đình đã tổ chức sinh nhật cho cháu nhỏ. Một tấm biểu ngữ chúc mừng sinh nhật vẫn còn được treo bên ngoài ngôi nhà, trong khi một vệt dấu chân đẫm máu dẫn dưới tấm biểu ngữ dọc theo lối đi. Có máu ở bên đó, có máu trên sàn, người hàng xóm cho biết. Các nhà điều tra vẫn chưa cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực. Họ thu hồi được một loại vũ khí nhưng không nói rõ đó là gì nghi phạm chưa được tiết lộ tên đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 2 triệu đô la. Thương xá ở Torrance, California gia tăng an ninh sau nhiều vụ ẩu đả. Thương xá Trelamore Fashion Center đang được nhân viên công lực phải gia tăng sự hiện diện để ngăn chặn tội phạm xảy ra và bảo vệ những khách hàng cùng các doanh nghiệp. Los Angeles County đang xảy ra nhiều vụ cướp giật trong đó có tờ là một fashion center kèm theo nhiều vụ ẩu đả trong tháng 8 vừa qua một video cho thấy một nhóm thiếu niên đuổi theo một thiếu niên khác xô ngã và đánh đập người này điều đó làm cho khách hàng lo lắng và cảnh sát cho biết những hành vi đó không được chấp nhận nên đang cố gắng bảo vệ cộng đồng và các trung tâm thương mại xung quanh không chỉ ở Los Angeles County, các vụ ẩu đả cũng đã xảy ra trong thương xá Moreno Valley Mall ở Riverside County trong tháng 8, khiến cho nhân viên công lực phải gia tăng tuần tra. Gia đình đệ đơn kiện Panera Bread sau khi sinh viên đại học uống nước chanh tăng lực đã thiệt mạng. Một sinh viên Ivy League bị bệnh tim đã chết sau khi uống nước chanh tăng lực của Panera Bread, một ly lớn chứa nhiều caffeine hơn năng lượng của Red Bull và Monster uống kết hợp theo một vụ kiện. Đơn khiếu nại được nộp vào sáng ngày thứ hai tại tòa án phúc thẩm của Philadelphia và lần đầu tiên được NBC News thu được, gọi loại đồ uống này là nước tăng lực nguy hiểm và lập luận rằng Panera đã không cảnh báo thích hợp cho người sử dụng về các thành phần của nó. Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho cha mẹ của Sarah Cox, một sinh viên đại học Pennsylvania 21 tuổi, người đã dạy CPR trong các cộng đồng chưa được quan tâm và từng là trợ lý nghiên cứu tại một bệnh viện nhi. Theo hồ sơ, Cox bị mắc bệnh tim, gọi là hội chứng QT kéo dài loại 1, và tránh uống nước tăng lực theo khuyến nghị của bác sĩ. Theo đơn kiện, vào ngày 10 tháng 9 năm 2022, Katz đã mua nước chanh tăng lực từ Panera Bread ở Philadelphia. Cô bị ngừng tim vài tiếng sau đó. Bạn cùng phòng và bạn thân của cô là Victoria Rose Conroy đã cho biết. Conroy nói, cô ấy rất rất cảnh giác về những gì cần làm để giữ an toàn cho bản thân. Tôi bảo đảm nếu Sarah biết lượng caffeine này chứa bao nhiêu thì cô ấy sẽ không bao giờ đụng vào nó. Loại nước chanh này được bán cùng với tất cả đồ uống không chứa caffeine và hoặc ít chứa caffeine của Panera và được quảng cáo là đồ uống có nguồn gốc từ thực vật sạch. Có chứa nhiều caffeine như cà phê răng đen của nhà hàng, theo hình ảnh của cả thực đơn và máy pha chế đồ uống trong cửa hàng, đều nằm trong vụ kiện oan về cái chết. Nhưng ở mức 390mg, loại nước chanh này chứa nhiều caffeine hơn bất cứ loại cà phê răng đen nào của Panera. Đơn khiếu nại cho biết, những con số mà thông tin dinh dưỡng trên trang web của Panera đã xác nhận. Nước chanh này cũng được chiết xuất từ quaraena, một chất kích thích khác, cũng như tương đương với gần 30 muỗng cà phê đường. Đơn khiếu nại tiếp tục, đồng thời cho biết thêm rằng 390mg caffeine cao hơn hàm lượng caffeine trong lon nước tăng lực của Red Bull và Monster tiêu chuẩn cộng lại. Theo luật sư đại diện cho gia đình của cô, Cass đã nhận được ly nước chanh tới 30 ounce. Tôi nghĩ mọi người đều nghĩ nước chanh an toàn, và thật sự đây hoàn toàn không phải là nước chanh. Elizabeth Crawford, người cộng tác của công ty luật Clyde Spect PC có trụ sở tại Philadelphia cho biết, đó là một loại nước tăng lực có mùi chanh, nó phải có một cảnh báo đầy đủ, Vụ kiện cáo buộc nước chanh này có lỗi về thiết kế và đây là loại nước tăng lực nguy hiểm. Nó cho biết những đồ uống không được kiểm soát này không có cảnh báo về bất cứ tác động nguy hiểm nào, thậm chí cả những tác động đe dọa đến tính mạng đối với huyết áp, nhịp tim và hoặc là chức năng của não. Robert Fittisen chỉ trích Tổng thống Biden về kỳ nghỉ ở bãi biển Delaware trong bối cảnh chiến tranh Israel và Hamas. Rapper 50 Cent đã khiến cho mạng xã hội bùng nổ vào cuối tuần qua với một bài đăng chỉ trích tổng thống Biden vì đã đi nghỉ ở bãi biển ở Delaware khi sự hỗn loạn tiếp tục diễn ra trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. "Này Joe, hãy cố lên, chúng ta gặp rắc rối rồi." 50 Cent đã đăng trên Instagram vào cuối tuần qua với hình ảnh chụp màn hình từ một bài báo có tiêu đề "Biden đến bãi biển trong lúc Trung Đông và Quốc hội hỗn loạn". Trong một bài đăng tiếp theo chụp màn hình, một bài báo có tiêu đề 50 Cent Flam Biden, rapper viết, chúng tôi có một số chuyện thật sự đang diễn ra ở đây nè Joe, kế hoạch tắm nắng và thư giãn của ông. Rapper 50 Cent chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã ngủ trên bãi biển trong khi quốc gia và thế giới của chúng ta đau khổ vì những thất bại của ông ấy. Alex Rusewitz, một giám đốc điều hành của S-Strategy LLC đã đăng trên X 50 Cent có một câu hỏi dành cho Tổng thống Joe Biden và đó là điều mà tất cả chúng ta đang nghĩ đến. Nhóm truyền thông xã hội của Twitchy.com đăng trên X. Phó phát ngôn viên tòa bạch ốc Andrew Bates phản bác lại những lời chỉ trích. Ông nói, như đã xảy ra trong hơn một thế kỷ qua, các tổng thống có thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình từ bất cứ nơi nào trên thế giới, cho dù đó là vùng chiến sự ở Israel hoặc 100 dặm từ tòa bạch ốc ở Delaware. Ông Beyst tiếp tục nói với Đài Fox News Digital rằng, Tổng thống Biden đã làm việc nhiều tiếng mỗi ngày và ông đã nói chuyện với một số nhà đứng đầu thế giới về công việc ủng hộ quyền tự vệ Israel và thúc đẩy viện trợ cho những người Palestine vô tội, bao gồm cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Tổng thống Biden đã ở ngôi nhà bên bờ biển của mình ở Delaware vào cuối tuần qua khi sự hỗn loạn tiếp tục diễn ra trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas và trong khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện không xác định được người thay thế cho dân biểu Kevin McCarthy với chức chủ tịch Hạ viện. Người Mỹ vẫn đang bị những kẻ khủng bố Hamas bắt làm con tin và Joe Biden đang ở bãi biển. Một tài khoản mạng xã hội thuộc Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã đăng trên X. Tổng thống Biden đã phải đối mặt với những chỉ trích từ những người bảo thủ trong khoảng thời gian ông ở Delaware, tờ New York Post đưa tin vào tháng 8 rằng ông đã dành 40% nhiệm kỳ tổng thống của mình cho các chuyến đi qua đêm riêng tư ra khỏi tòa Bạch ốc. Điều này đã đưa ông trở thành tổng tư lệnh nhàn rỗi nhất nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden công bố trung tâm công nghệ ở 32 tiểu bang và Puerto Rico vào ngày thứ hai, Tổng thống Joe Biden đã công bố 31 trung tâm công nghệ, khu vực mới trên khắp quốc gia để tập trung vào các ngành đang phát triển, bao gồm chất bán dẫn, năng lượng sạch, khoáng sản quan trọng và AI. Các trung tâm kỹ thuật đổi mới khu vực còn được gọi là trung tâm công nghệ, được thiết kế thông qua Cục Quản lý Phát triển Kinh tế Thương mại. Theo Tòa Bạch Ốc, họ đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, an ninh quốc gia và tạo việc làm, đồng thời sẽ giúp các cộng đồng trên khắp quốc gia trở thành trung tâm đổi mới quan trọng đối với việc cạnh tranh của Mỹ. Tổng thống Biden đã công bố các trung tâm công nghệ được chỉ định ở 32 tiểu bang và Puerto Rico vào ngày thứ hai cùng với Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Ông ca ngợi việc này là một sự thay đổi. Chúng tôi đang thực hiện việc này từ bờ biển này sang bờ biển khác, ở khu trung tâm, ở các tiểu bang đỏ và xanh, các thị trấn nhỏ của thành phố thuộc mọi mức độ. Tất cả những điều này là một phần trong chiến lược đầu tư vào Mỹ và đầu tư vào người Mỹ của tôi. Nó đang hoạt động. Chúng tôi đang tạo việc làm tốt cho các cộng đồng trên khắp quốc gia, Tổng thống Biden chia sẻ. Nguồn tài trợ cho các khoản tài trợ để chỉ định các trung tâm kỹ thuật đến từ đạo luật khoa học và CHIPS mà Tổng thống đã ký thành luật vào năm ngoái với Bidenomics, chúng tôi sẽ bảo đảm tương lai của nước Mỹ được tạo ra ở Mỹ, Tổng thống Biden nói, đề cập đến kế hoạch kinh tế của ông nhằm xây dựng nền kinh tế từ trung bình trở lên. Các trung tâm bao gồm Heartland Bioworks ở Indiana nhằm mục đích phát triển miền Trung Indiana thành nơi dẫn đầu toàn cầu về công nghệ sinh học và sản xuất sinh học. Baltimore Tech Hub ở Maryland nhằm phát triển các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe, dự đoán đổi mới bằng cách áp dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học và gió ngoài khơi về Louisiana, Repeller ở Louisiana nhằm mục đích chuyển đổi nền kinh tế năng lượng của Louisiana từ di sản dầu khí sang năng lượng gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo. Lần đầu tiên, nhiều người Venezuela vượt biên trái phép của Hoa Kỳ hơn bất cứ quốc gia nào khác. Người Venezuela là người bị bắt nhiều nhất vì vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ, thay thế cho người Mexico lần đầu tiên trong lịch sử. Theo số liệu công bố ngày thứ Bảy cho thấy, tháng 9 là tháng có vụ bắt giữ cao thứ hai ở mọi quốc tịch. Người Venezuela đã bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ 54.833 lần kể từ sau khi nhập cảnh từ Mexico vào tháng 9, cao hơn gấp đôi so với 22.090 vụ bắt giữ trong tháng 8 và cao hơn nhiều so với mức cao hàng tháng trước đó là 33.749 vụ bắt giữ vào tháng 9 năm 2022. Theo quan thuế và biên phòng, tổng cộng vụ bắt giữ tất cả các quốc tịch đến từ Mexico là 218.763 trong tháng 9, tăng 21% so với 181.084 trong tháng 8 và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 222.018 vào tháng 12 năm 2022. Các vụ bắt giữ trong năm ngân sách của chính phủ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 đã đạt 2 triệu vụ trong năm thứ hai liên tiếp giảm 7% so với mức cao nhất mọi thời đại là hơn 2, ,2 triệu 2 vụ bắt giữ trong cùng kỳ năm ngoái. Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và nhân đạo trong thập niên qua để tới 7 triệu người phải rời bỏ quốc gia của họ. Ban đầu, họ định cư ở các nước lân cận của châu Mỹ Latin, nhưng bắt đầu di chuyển đến Hoa Kỳ trong 3 năm qua, định cư ở New York, Chicago và các thành phố lớn khác. Chính quyền tổng thống Joe Biden mới đây đã công bố tình trạng pháp lý tạm thời cho gần 500.000 người Venezuela đã ở Mỹ vào ngày 31 tháng 7, đồng thời thề sẽ trục xuất những người đến bất hợp pháp sau ngày đó và không xin tị nạn. Gần đây, Mỹ đã bắt đầu các chuyến bay trục xuất người về Venezuela như một phần của sự tan băng ngoại giao với chính phủ của Nicolas Maduro của Venezuela. Trong nhiều thập niên qua, người Mexico chiếm phần lớn các vụ vượt biên bất hợp pháp, nhưng trong thập niên vừa qua, dòng người đã chuyển sang người Trung Mỹ và gần đây hơn là sang từ người Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Người Mexico đã bị bắt 39.733 lần khi vượt biên vào tháng 9, xếp sau người Venezuela, người Guatemala, người Honduras và người Colombia lọt vào top 5 đảng cộng hòa đã nắm bắt được những con số mới nhất khi các ứng viên tổng thống hàng đầu của mỹ cố gắng xem biên giới là một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử năm tới năm tài chính này có thể đã kết thúc nhưng cuộc khủng hoảng lịch sử biên giới phía tây nam của chúng ta đã gây ra bởi các chính sách của chính phủ hiện tại vẫn còn tiếp diễn dân biểu mark green của tennessee chủ tịch ủy ban an ninh nội địa của hạ viện đã cho biết Chính quyền Tổng thống Biden đã đề nghị khoảng 14 tỷ đô la cho biên giới trong gói chi tiêu trị giá 106 tỷ đô la được công bố ngày thứ Sáu và nhấn mạnh rằng bất cứ giải pháp dài hạn nào cũng cần có sự trợ giúp từ Quốc hội. Dân biểu Dan Muser rút khỏi cuộc đua sẽ còn 8 ứng cư viên đảng Cộng hòa tranh chức Chủ tịch Hạ viện. Dân biểu Dan Muser thuộc đảng Cộng hòa Pennsylvania đã rút khỏi cuộc đua giành chức Chủ tịch Hạ viện. Ông nói với các ký giả khi rời diễn đàn ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện vào tối ngày thứ hai. Nếu Hạ viện có được sự giúp đỡ tốt từ một trong những thành viên hiện có ở đó thì tôi hài lòng. Giải thích về quyết định của mình, Muser nói, tôi cảm thấy rằng cuối cùng thì đó là lợi ích tốt nhất. Tôi đến muộn, tôi có những cam kết khác cần phải tuân thủ. Ông kêu gọi các thành viên hãy tôn trọng lẫn nhau vì hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn tiếp tục rạn nứt kéo dài 3 tuần mà không có chủ tịch Hạ viện. Khi được hỏi liệu ông có tin rằng tình hình sẽ sớm được giải quyết hay không, ông nói rằng bây giờ tôi lạc quan hơn bao giờ hết. Sự rút lui của ông Miser khiến cho 8 dân biểu đảng Cộng hòa hy vọng vẫn trình bày quan điểm của họ với các đồng nghiệp. Với cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào sáng ngày hôm nay, ngày thứ ba. Thượng nghị sĩ New Jersey Bob Menendez không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu mới. Thượng nghị sĩ Bob Menendez đã trở lại tòa ngày thứ hai và đã tuyên bố không nhận tội với cáo buộc rằng ông âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ Ai Cập khi ông làm chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện. Menendez, 69 tuổi, đã đưa ra lời bào chữa trong lần xuất hiện đầu tiên trước thẩm phán Sydney Stein tại Tòa án Liên bang Manhattan. Stai sẽ chủ trì một phiên tòa có thể diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Stai cho biết lời bào chữa là mục đích duy nhất của phiên điều trần và đã hoãn phiên điều trần trước đó khoảng 5 phút. Người đảng viên đảng dân chủ New Jersey đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Ủy ban Thượng viện đầy quyền lực sau khi bị buộc tội vào tháng trước. Các công tố viên cho biết, Thượng nghị sĩ và vợ của ông Nadine Menendez đã nhận hối lộ bằng tiền mặt, vàng miếng và một chiếc xe hơi sang trọng trong 5 năm qua, từ ba nhà thương gia của New Jersey để đổi lấy nhiều hành vi tham nhũng. Thượng nghị sĩ được phép trì quản việc buộc tội để có thể đảm nhận các nhiệm vụ tại Thượng viện. Ông nói rằng, trong suốt cuộc đời của mình, ông đã trung thành với Hoa Kỳ và ông sẽ chứng minh mình vô tội. Ông Menendez đã chống lại lời kêu gọi từ chức của hơn 30 đảng viên đảng Dân Chủ. Bản cáo trạng đã được viết lại, bổ sung cáo buộc rằng thường nghị sĩ và vợ ông và một thương gia đã âm mưu để ông Menendez làm đại diện cho chính phủ Ai Cập. Với tư cách là thành viên quốc hội, Menendez bị cấm làm đại diện cho chính phủ ngoại quốc. Ông bị buộc tội chuyển thông tin cho người Ai Cập về các nhân viên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo thay mặt Ai Cập viết một lá thư nhằm gây ảnh hưởng đến các thượng nghị sĩ đồng nghiệp và thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán quốc tế để ngăn chặn một dự án đập mà Ai Cập phản đối. Thống đốc Illinois ký dự luật không cần quốc tịch có thể trở thành cảnh sát. Thống đốc Illinois J.B. Brisker, một đảng viên đảng Dân Chủ, đã ký một dự luật vào ngày thứ Sáu cho phép những người không phải là công dân Hoa Kỳ trở thành cảnh sát. Những người phản đối dự luật cho rằng sẽ là điên rồ nếu cho phép công dân ngoại quốc bắt giữ người công dân Mỹ. Sau khi thông qua Hạ viện và Thượng viện tiểu bang Illinois, Brisker đã ký thành luật Illinois House Bill 3751, chỉ những công dân không phải là công dân Hoa Kỳ được phép làm việc tại Hoa Kỳ theo luật liên bang và những người đã nhập cảnh vào quốc gia này mà không có giấy tờ hợp lệ khi còn nhỏ nhưng được phép ở lại mà không sợ bị trục xuất theo chương trình DACA mới có thể ghi danh tham gia. Luật liên bang quy định rằng chỉ có công dân Hoa Kỳ mới có thể phục vụ với tư cách là sĩ quan cảnh sát, police và deputies đã có nhiều ý kiến phản đối dự luật. Dân biểu đang công hòa Mary Miller của Illinois đã chỉ trích luật mới cho phép những người không phải là công dân Hoa Kỳ trở thành cảnh sát vào ngày thứ Bảy. Đây là một sự phá hoại quốc gia của đảng Dân Chủ, ông nói. Họ hợp pháp hóa những kẻ ngoại bang, những kẻ di dân lậu, không quốc tịch, có quyền trở thành cảnh sát, bắt giữ người công dân Hoa Kỳ. Di dân nhập cư không có giấy tờ, không phải là di dân lậu chứ là gì. Ông muốn ám chỉ đến việc hợp thức hóa dưới chương trình DACA. Những người nhập cư không có giấy tờ là những người đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ mà không bị kiểm tra, hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực không di dân hợp lệ nhưng những thị thực đó đã hết hạn. Điều này có thể sẽ biến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia vô pháp luật. Nhiều người đi mua nhà ở Mỹ đã quỷ hợp đồng và phút chót. Giá nhà và lãi suất thế chấp quá cao khiến cho hàng chục ngàn người mua nhà ký hợp đồng đang trùng chân và hủy bỏ giao dịch mua nhà của họ. Theo trang mạng Money trích dẫn từ dữ liệu mới từ Redfin cho thấy người mua nhà đang hủy bỏ các giao dịch dù vạch đích đã ở trong tầm tay. Vào tháng 8, 15,7% người Mỹ có thỏa thuận mua nhà đã hủy hợp đồng trước buổi hoàn tất giao dịch, tăng so với 14,3% của một năm trước. Trước đại dịch, tỷ lệ hủy bán nhà thường dao động ở mức khoảng 12% đến 13%. Theo Refin, tổng cộng có khoảng 60.000 hợp đồng mua nhà đã bị hủy trong tháng 8, khoảng 1 phần 7 là doanh số nhà chờ bán. Số lượng hủy hợp đồng đã tăng lên trong năm nay, gần đạt 17% xảy ra vào tháng 10 năm 2022, khi lãi suất thế chấp cũng ở mức khoảng 7%. Các nhà chuyên môn địa ốc đã nhận thấy sự thay đổi. Một địa ốc viên của Redfin được trích dẫn trong một bài báo cho biết họ đã thấy nhiều yêu cầu quỹ trong 6 tháng qua, hơn bất cứ thời điểm nào mà tôi từng thấy trong suốt 24 năm làm việc trong lĩnh vực địa ốc. Theo Redfin, người mua sẽ có thể rút lui vì họ nhận thấy rằng họ đang ghi danh một cam kết quá đắt đỏ. Khi người mua cuối cùng nhìn thấy chồng giấy tờ và lãi suất thế chấp và các khoản chi hàng tháng bên cạnh giá bán căn nhà và tổng chi phí, đó là cơ hội cuối cùng để họ thoát ra. Và rõ ràng, đó chính xác là điều mà nhiều người muốn mua nhà đang quyết định làm tỷ phú Elon Musk sẽ tặng Wikipedia 1 tỷ đô la nếu chịu đổi tên. Tỷ phú Elon Musk đã đề nghị tặng cho bách khoa toàn thư trên mạng Wikipedia 1 tỷ đô la với điều kiện phải thay thế Wikipedia bằng một tên gọi khác. Tờ The Hill đưa tin vào ngày thứ Hai, 23 tháng 10, Elon Musk đưa ra đề nghị như vậy trên trang mạng thuộc quyền sở hữu của ông. Tôi sẽ đưa cho họ 1 tỷ đô la nếu họ chịu đổi tên thành Wikipedia, ông đã viết vui lòng để thêm cái tên mới với biểu tượng con bò cái và phân bò trên trang wiki của tôi. Ông Musk viết tiếp trong một lần lên mạng khác để cho được chính xác. Khi một độc giả khác của Wikipedia là ký giả Ed Krasenstein đề nghị chủ nhân của bộ bách khoa toàn thư là Jimmy Wells hãy cứ chấp nhận điều kiện đổi tên đó đi và mách nước cho ông rằng lúc nào mình cũng có thể quay về với tên cũ sau khi đã lấy một tỷ đô la. Ông Musk liền lập tức lên mạng để thêm vào cho đề nghị tặng tiền của mình câu Phải dùng tên mới ít nhất là một năm, tôi đâu có ngu. Ông Elon Musk đã viết, Ông Musk vẫn hay thường chỉ trích Wikipedia Foundation, tổ chức sáng lập và điều hành Wikipedia, và nêu thắc mắc tại sao họ lại cần đến nhiều tiền đến thế khi toàn bộ hồ sơ của Wikipedia có thể được đưa vào một chiếc điện thoại thông minh để dùng đi dùng lại, và như vậy thì chắc chắn không phải làm gì thêm để vận hành Wikipedia cả. Chủ nhân Jimmy Wells của Wikipedia liền đưa lên trang mạng chi phí vận hành Wikipedia là 146 triệu đô la chính ông Wells cũng đã hay chỉ trích ông Musk. Theo đó vào hồi tháng 5, ông Wells đã lên án ông Elon Musk vì đã không cho ai đưa lên X những lời công kích nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Tin tức về chiến sự ở Trung Đông Phong trào Hồi giáo Hamas vào đêm 23 tháng 10 đã thả tự do cho hai con tin người Israel vì những lý do nhân đạo. Theo thời báo Israel, hai con tin là bà Yosefet Lipschitz 85 tuổi và bà Nurik Cooper 79 tuổi đã được Hamas trả tự do và bàn giao cho các nhân viên Hồng Thập Tự trong đêm 23 tháng 10. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X vào sáng ngày 24 tháng 10, các tay súng Hamas đã đưa cho hai công tin thức ăn và nước uống trước khi giao họ cho các nhân viên Hồng thập tự. Sau khi nhận được tin tức bà Lipschitz được Hamas trả tự do, đại diện gia đình bà trả lời phỏng vấn với thời báo Israel và nói rằng họ vô cùng mừng rỡ khi chuẩn bị đón người thân trở về. Các chủ cửa hàng vũ khí tại Israel cho biết doanh số bán hàng hiện đã tăng lên chưa từng có do lo ngại bất ổn an ninh từ sau cuộc đột kích của lực lượng Hamas. Theo tờ Financial Times, ở vùng ngoại ô thành phố Kfar Sava của Israel, tiếng súng vang lên liên tục trong buổi tập bắn tại thao trường gần đó. Còn tại thành phố Holland, người dân của Israel xếp hàng dài quanh một tòa nhà để chờ mua súng. Chính quyền Israel cho biết doanh số bán súng đã tăng vọt trong cộng đồng người Israel gốc do Thái kể từ ngày 7 tháng 10, thời điểm người dân phải tự chiến đấu chống lại vụ đột kích xuyên biên giới của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine trước khi quân đội Israel có phản ứng. Vụ tấn công khiến 1.400 người Israel thiệt mạng đã phá vỡ cảm giác an toàn của người thường dân Israel. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ, số đơn nộp xin cấp phép sử dụng súng đã gia tăng nhiều đến mức Bộ An ninh Quốc gia Israel phải đưa thêm hàng chục nhân viên làm việc. Hơn 10.000 đơn ghi danh cấp phép sở hữu súng đã được nộp. Ngoài ra, thì Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đã hứa cấp miễn phí khoảng 10.000 khẩu súng, bao gồm 4.000 khẩu súng trường cho người dân ở vùng chiếm đóng bờ Tây. Đài Phát thanh ABC của úc trích lời Trung tá Conricus tuyên bố: Nếu Hamas bước ra khỏi nơi ẩn náu bên dưới lòng đất, trả tự do cho các con tin của chúng tôi, tất cả 212 người và đầu hàng vô điều kiện, thì chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu họ không làm vậy, có lẽ chúng tôi sẽ phải tấn công vào trong và hoàn thành công việc của mình ông nói thêm rằng mọi người nên đứng về phía nào tùy theo đạo đức của mình nếu bạn muốn đứng về phía phiến quân hoặc về phía israel đó là lựa chọn của bạn người phát ngôn itf cho biết trả lời các câu hỏi về tình hình nhân đạo ở gaza ông karikus nói ông không cho rằng israel buộc phải cung cấp lương thực cho những kẻ phóng hỏa tiễn vào công dân của chúng tôi và cố gắng giết họ một thành viên Hamas tử trận trong cuộc chiến với Israel được tìm thấy đem theo cách hướng dẫn chế tạo vũ khí hóa học cyanide. Tổng thống Israel đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 10 trên đài Sky News của Anh, Tổng thống Herzog đưa cho giới truyền thông xem những tài liệu với đồ họa tìm thấy một ổ USB đem theo của một thành viên Hamas tử trận ở Paris trong lãnh thổ của Israel. Tài liệu bao gồm hướng dẫn chính xác cách làm một dụng cụ để phát tán độc tố cyanide, văn phòng chính phủ Israel đã đưa tin tức sau cuộc phỏng vấn. "Quá đổi kinh ngạc khi chúng tôi nhìn thấy các hướng dẫn và cách sử dụng, cách làm ra một vũ khí hóa học không chuyên nghiệp với cyanide," ông Herzog đã nói với Scanil. "Nguồn tài liệu là từ một cuốn sách hướng dẫn của Alkida từ năm 2003, bao gồm những thành phần cần thiết để tạo ra một trái bom hóa học." Al-Qaeda đã dành rất nhiều thời gian và cố gắng để phát triển vũ khí hóa học dựa trên cyanide. Ông Herzog và chính phủ Israel đều cho rằng tài liệu được tìm thấy chỉ ra mối liên quan giữa Al-Qaeda và Hamas. Vũ khí hóa học có thể làm cho cuộc chiến căng thẳng hơn và sức sát thương cao hơn. Ngoại trưởng Ấn Độ nói sẽ nối lại thi thực cho công dân Canada chỉ với một điều kiện ngoại trưởng ấn độ jason car nhấn mạnh các nhà ngoại giao của chúng tôi ở canada hiện không cảm thấy an toàn vì vậy nếu chúng tôi thấy có tiến triển trong vấn đề này tôi rất muốn khôi phục vấn đề thị thực tôi hy vọng rằng đó là điều sẽ sớm diễn ra Mối bàn giao giữa Canada và Ấn Độ đã trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào hồi tháng trước tuyên bố các đặc vụ Ấn Độ có thể dính líu đến vụ sát hại một thủ lĩnh đi khai người Sikh Singh Sainajar ở tỉnh British Columbia của Canada. Tuy nhiên, New Delhi luôn bác bỏ các cáo buộc từ phía Canada trong vụ việc. Vào tuần trước, Canada đã buộc phải rút 41 nhân viên ngoại giao và người thân đi cùng khỏi Ấn Độ sau khi chính phủ Ấn Độ đe dọa tước quyền miễn trừ ngoại giao của họ. Thủ tướng Trudeau lập tức chỉ trích hành động đàn áp của Ấn Độ đối với các nhân viên ngoại giao của Canada, gây khó khăn cho đời sống của hàng triệu người dân ở cả hai quốc gia. Đáp lại, Canada cũng đã tạm dừng cấp visa cho công dân Ấn Độ tại Tổng lãnh sự nước này tại Mumbai, Chandigarh, và Bengaluru. Hiện có khoảng 1,7 triệu công dân Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Canada. Canada cũng là quốc gia có đông du học sinh người Ấn Độ nhất. Đàn cừu tràn ra đường phố Madrid trong lễ hội Festa de la Transhumancia. Reuters đưa tin cuộc diễn hành được diễn ra thường niên ở Madrid và là một phần của lễ hội Fiesta de la Transhumancia nhằm tôn vinh truyền thống chăn thả gia súc của Tây Ban Nha Hoạt động này đã có từ lâu nhưng gián đoạn một thời gian, tới năm 1994, lễ hội được nối lại sau khi Quốc hội Tây Ban Nha cấp giấy phép cho người dân đưa các con cừu đi qua các tuyến đường cổ xưa hướng đến các đồng cỏ phía nam nơi trước đây cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho các con vật vào mùa đông. Cuộc diễn hành càng thêm sinh động khi nhiều chủ gia súc đã mặc trang phục truyền thống và băng qua các khu vực sầm uất nhất của thành phố, bao gồm Puerta del Sol, là một trong những quảng trường chính của Madrid. Người dân địa phương và khách du lịch xếp hàng dọc đường, chụp ảnh những chú cừu đeo chuông quanh cổ. Một sinh viên đến từ đảo Mallorca của Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi thực sự không nghĩ điều này sẽ diễn ra ở khu vực thành thị hoặc thủ đô. Nó khiến cho tôi nhớ đến ngôi làng của mình." Trong khi đó, thì một người phụ nữ 57 tuổi là du khách đến từ Hòa Lan cho biết, thật tuyệt vời, rất nhiều người tham gia và thưởng thức nó. Không rõ số lượng gia súc tham gia diễn hành lần này. Tuy nhiên, trong lễ hội tương tự diễn ra vào năm ngoái, có khoảng 1.300 con cừu đã được lùa qua quảng trường Plaza Mayor ở trung tâm Madrid trong cố gắng gợi nhắc truyền thống chăn thả gia súc vốn ngày càng bị đe dọa bởi sự phát triển đô thị và nền công nghiệp hiện đại. Ukraine nhận được 22,2 tỷ euro viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine bất chấp thâm hụt ngân sách tăng. Lời kêu gọi tăng viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel của Tổng thống Joe Biden có thể gặp phải sự phản đối từ Quốc hội do ngân sách liên bang đang cạn kiệt. Số liệu của Bộ Tài chính công bố vào cuối tuần trước cho thấy thâm hụt của chính phủ đã đạt hơn 2.000 tỷ đô la, tăng từ 1.677 tỷ đô la một năm trước đó, tương đương với mức tăng là 23%. Con số này dù vậy vẫn thấp hơn mức 2.780 tỷ đô la năm 2021 trước tác động của đại dịch COVID-19 với nước Mỹ. Tin tức được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Biden yêu cầu Quốc hội cấp ngân sách viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 106 tỷ đô la cho ngoại quốc. Phần lớn số tiền này là khoảng 61,4 tỷ đô la được dành cho Ukraine và 14,3 tỷ đô la trang bị vũ khí cho Israel. Yêu cầu này vượt xa con số 77 tỷ đô la vũ khí và tiền mặt đã được Mỹ viện trợ cho Ukraine trong hơn một năm của cuộc chiến. Theo nhà kinh tế Sergio Rossi nói với Sputnik, thăm hụt ngày càng tăng sẽ khiến cho Tổng thống Biden khó thuyết phục quốc hội để phê duyệt yêu cầu ngân sách 100 tỷ đô la để mua thêm vũ khí cho Ukraine và Israel, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế của Hoa Kỳ không mấy sáng sủa nền kinh tế Hoa Kỳ thậm chí còn tiến gần đến suy thoái hơn một năm trước, mặc dù không có nguy cơ nào về việc chính phủ liên bang Mỹ vỡ nợ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Tài chính Ukraine vào ngày 23 tháng 10 cho biết, Ukraine đã nhận được 22,2 tỷ euro là khoảng 23,54 tỷ đô la viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu EU kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga hồi tháng 2 năm ngoái. Bộ Tài chính đã thông báo chỉ riêng trong năm nay, liên minh châu Âu đã dành 15 tỷ euro, là khoảng 15,9 tỷ đô la để giúp đỡ ngân sách trực tiếp cho Ukraine theo chương trình giúp đỡ tài chính vĩ mô MFA mức độ lớn. Trước đó cùng ngày, Ukraine đã tiếp nhận đợt viện trợ thứ chín theo MFA, số tiền 1,5 tỷ euro, là khoảng 1,59 tỷ đô la. Đến cuối năm nay, Liên minh châu Âu dự định sẽ tiến hành thêm hai đợt viện trợ trị giá 3 tỷ euro, là khoảng 3,18 tỷ đô la theo chương trình này. Bình luận về sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nhấn mạnh việc này sẽ giúp Ukraine giữ hoạt động trân tru hệ thống tài chính. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ cho biết ông Vương Nghị sẽ đến Washington DC từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, hội đàm với Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Chưa có tin tức về việc ông Vương Nghị sẽ gặp Tổng thống Joe Biden hay không. Đây sẽ là các cuộc hội đàm trực tiếp cao cấp nhất trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11. Ưu tiên của Hoa Kỳ là bảo đảm sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng như những bất đồng đôi bên về hàng loạt các vấn đề từ thương mại đến vùng lãnh thổ của Đài Loan. Nhiều quan chức Hoa Kỳ cho rằng ngoại giao trực tiếp là cách tốt nhất để nêu ra các vấn đề thách thức, giải quyết những hiểu lầm và những tin tức sai lệch, qua đó tìm được sự cộng tác ở những nơi mà lợi ích dành cho cả hai quốc gia. Tin Việt Nam, một người gốc Việt ở Úc cầm đầu vụ giết trùm giang hồ bị đề nghị tăng án. Vào ngày 23 tháng 10, Tòa án cao cấp tại Sài Gòn mở phiên xử phúc thẩm Võ Thùy Linh là người gốc Việt sống ở Úc về tội giết người che giấu tội phạm. Theo tờ báo trong nước, vụ án được đưa ra xử phúc thẩm do có kháng nghị của Viện Kiểm sát ở Sài Gòn đề nghị tăng hình phạt đối với bà Linh, 32 tuổi, ngụ tại Hóc Môn và đồng phạm Đặng Quốc Ghi trong vụ giết chết ông Mai Xuân Quân, tức là quân xa lộ, là một trùm giang hồ có tiếng ở Sài Gòn. Theo tờ báo trong nước, trước đó trong phiên xử sơ thẩm ngày 28 tháng 3, Võ Thùy Linh bị tuyên phạt 18 năm tù, nhẹ hơn mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị. Tòa sơ thẩm không áp dụng tình tiết có tính chất côn đồ, từ đó tuyên phạt Linh 18 năm tù là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, vai trò của bị cáo trong vụ án, kháng nghị đã nêu rõ ngoài ra một số trong 16 bị cáo của vụ án cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên khi bắt đầu phiên tòa bị cáo võ thùy linh từ chối luật sư chỉ định thay vào đó yêu cầu luật sư riêng tôi ở úc đã hơn 20 năm tiếng việt không rành hơn nữa tôi bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất nên cần có luật sư riêng để bảo đảm quyền lợi linh nói sau khi hội ý hội đồng xét xử đã quyết định quản phiên tòa vì xét thấy yêu cầu của bị cáo linh là phù hợp nếu như tại phiên tòa tiếp theo, bị cáo không có luật sư riêng thì phải đồng ý xét xử, không để kéo dài vụ án. Theo nội dung vụ án thì vợ chồng ông Nguyễn Anh Trung là chủ sở hữu nhà ở đường Sư Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, cần tiền làm ăn nên nhờ mẹ ruột là bà Trần Thị Mỹ đứng ra vay tiền của bà Lê Thị Tuyết, Bà Tuyết đồng ý cho vay bằng hình thức ông Trung phải làm hợp đồng bán nhà cho ông Lê Công Tuấn Anh là cháu của bà Tuyết để bà này lấy lý do mua nhà rồi vay ngân hàng. Hai bên làm giấy tay mua bán căn nhà với giá là 100 tỷ đồng là khoảng 4 triệu đô la. Sau đó bà Tuyết vay ngân hàng 67 tỷ đồng là 2,7 triệu đô la, chuyển cho ông Trung 35 tỷ đồng là 1,4 triệu đô la và giữ lại 32 tỷ đồng là 1,3 triệu đô la. Về sau thì ông Trung liên tục yêu cầu bà Tuyết chuyển tiếp số tiền 32 tỷ đồng còn lại, nhưng bà Tuyết hứa hẹn mà không đưa nên hai bên đã xảy ra sự mâu thuẫn. Từ đó ông Trung đã đăng bài lên mạng xã hội tố bà Tuyết lừa đảo. Để giải quyết việc mua bán, thế chấp ngôi nhà trên, ông Tuấn Anh đã ủy quyền cho bà Võ Thụy Linh đi cùng với nhân viên công ty do bà Tuyết làm giám đốc liên lạc với ông Trung để nói chuyện. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, bà Linh đến nhà ông Trung nói chuyện về việc tranh chấp ngôi nhà, nhưng ông Trung không đồng ý và đuổi về. Một lúc sau thì ông Quân xa lộ đến nhà ông Trung chơi. Chiều cùng ngày, ông Trung cùng với người trùm giang hồ và một số người đến một nhà hàng ở phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức ăn uống và rồi ông Quân ra về trước. Cùng lúc đó bà Linh cùng với ba đàn em cũng đến quán này ăn uống. Đến khoảng 11 giờ khuya cùng ngày khi ra về thì ông Trung thấy chiếc xe hơi Mercedes của bà Linh đang đậu nên gọi điện thoại nói với ông Quân. Ông Quân đi xe Honda quay trở lại, cầm gậy đập vào xe hơi của bà Linh. Sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Nhóm bà Linh với khoảng 20 người đã truy sát và chém chết ông Quân. Sau khi gây án, cả nhóm được bà Linh thuê xe chở đi trốn ở Vũng Tàu, Phan Thiết. Đến khi quay về Sài Gòn, bà Linh cùng với một số đồng phạm đã bị công an bắt giữ. Tòa án ở Sài Gòn sau đó xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Thùy Linh là 18 năm tù, Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch cùng lãnh án chung thân. Các bị cáo còn lại có mức án từ 18 tháng đến 19 năm tù về các tội giết người và che giấu tội phạm. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Xin chào Bảo Lộc và Hồng Loan, mình là anh Sáu Mổ ở Canada, muốn tìm chị bạn là Trần Thị Thu, vượt biên cùng với chị ba đi định cư ở Úc năm 1990 xưa ở trại tị nạn Thái Lan có chồng là Châu Chí Nhàn và người chị tên Xuân và anh Hưng cùng định cư ở Úc. Nay ở đâu xin hãy liên lạc với em Sáu Mổ qua số điện thoại 514 262 0330. Cảm ơn Bảo Lộc và Hồng Loan rất nhiều. Quý vị cũng có thể liên lạc qua địa chỉ email bùi võ 007 yahoo.com. Bảo Lộc xin được nhắc lại, anh Sáu Mổ Muốn tìm chị bạn là Trần Thị Thu, vượt biên cùng với chị ba, định cư ở Úc vào năm 1990. Xưa ở trại thị nạn Thái Lan, có chồng là Châu Chí Nhàn và người chị tên là Xuân và anh Hưng cùng đi định cư ở Úc. Nay đang ở đâu, xin liên lạc với em Sáu Mổ. Số điện thoại là 514-262-0330 và email là bùi Võ 007 at yahoo.com. Bà Lộc phòng Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. À, hồng lan xin phép được chia sẻ một tí xíu à, những số điện thoại và email của những quý vị tìm người thân thì à, xin à, quý vị à, đừng gọi điện thoại hay là email để mà nói những chuyện mà không có à, liên quan đến cái vấn đề tìm người thân bởi vì quý vị cũng biết khi mà đưa tin để tìm người thân thì những người này rất là mong đợi có được một cái số điện thoại để mà mình có thể gặp gỡ người thân với mình à, nhưng mà khi mà quý vị có những cuộc điện thoại mà không đúng với lại cái nhu cầu thì làm cho cái người nhận điện thoại rất là buồn và rất là thất vọng lan lọc là kính sinh và kính mong à, quý vị à, đừng nên gọi điện thoại hoặc là email với những cái việc mà không dính dáng đến tìm người thân, lần lọc cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, right. ok, nghe ngày hôm nay lâu muốn làm gì vậy? sao những bản tin bản tin quá căng thẳng luôn rồi. Ngày hôm nay sao nghe nhức đầu quá. <laughs> à, thì cái chuyện vui ta chứ gì vậy? Phải không? Lọc cái chuyện vui là coi như là xả stress si dữ luôn á. Tan phải không? Tan biến những cái ngồi hồi nãy giờ căng thẳng thôi. Nói nhiều khoái. <laughs> nói vậy thôi để mình có tinh thần để mình kể chuyện với lo đúng không kể chuyện mà không vui thì đâu kể chuyện được đâu thì không kể có còn hơn không kể đi cười, <cười> miếng chi cũng được con <laughs> câu chuyện mới mới kể cho lo nghe luôn à. chuyện vợ chồng hai vợ chồng gây lộn với nhau thấy bà vợ xách đồ ông chồng hỏi bà định đi đâu vậy tôi tôi chịu hết nổi rồi tôi đi về nhà mẹ của tôi nghe vậy ông chồng cũng đi vô phòng dọn vali hành lý người vợ mới hỏi nè 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 anh 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 muốn đi đâu vậy thì tôi cũng chịu hết nổi tôi phải về nhà mẹ của tôi anh điên rồi hả anh đi tôi đi rồi mấy đứa nhỏ ở nhà ai chăm nó đơn giản lắm bà về nhà mẹ bà tôi về nhà mẹ tôi thì mấy đứa nhỏ về nhà mẹ của nó vậy đi <laughs> rút kinh nghiệm <laughs> lần sau mà nói tôi ra khách sạn tôi ở <laughs> thì tôi cũng nói thì mấy đứa nhỏ cũng ra khách sạn ở luôn ủa <laughs> bóc mới gì ra khách sạn ở thì chuyện vui thì vui gì cuối cùng người vợ lãnh đủ <laughs> làm phụ nữ lúc nào cũng khổ nhất là vậy phải không ừ. tại vì cái gì của mình cũng hưởng nhiều đó lo về sắc đẹp mình cũng hưởng nhiều hơn chồng mình nè rồi cũng Tự nhiên sắc đẹp cũng nhiều hơn chồng lấy gì hả lấy gì ăn diện này nọ nó cũng nhiều hơn chồng mình nè ừ. nên bởi vậy trách nhiệm cũng phải nhiều hơn chút xíu không <laughs> ngộ vậy ta có vụ đó nữa ha phải không <laughs> này chuyện nói chuyện tầm phào chơi nha quý vị <laughs> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại